Kia ra cô tôi chào bạn ha mấy bữa nay ốm bạn bữa nay hơi khỏe khỏe rồi ha nay thì mình đã tiếp tục hành trình chia sẻ cuộc sống Nissan nhé thì uh, video ngày hôm nay mình sẽ nói về chia sẻ về là lấy bằng ha, mua xe và sở hữu xe Nissan như thế nào thì mình sẽ chia sẻ từng bước và từng video giống như cái video về chia sẻ về kinh nghiệm sở hữu nhà Nissan của mình thì uh, mình cũng chia sẻ mình qua nizen thì uh, ở việt nam mình chưa có bạn các bạn ha cho nên là mình sẽ học từ bằng lý thuyết cho đến thực hành bằng full ở New Zealand à, Mình trải qua, mình học qua Và sau đây mình cũng cập nhật lại thông tin và chia sẻ lại cho anh chị nha Những ai mà... À, ở việt nam chưa có bằng à, tranh thủ học lý thuyết trước qua lý thuyết liền Hai, quá trình như thế nào giúp cho nhanh thì một số cái video trước mình có chia sẻ rồi đợt này mình video này mình sẽ đi sâu và chuyên sâu hơn và chia sẻ tỉ mỉ hơn thì à, anh chị coi sẽ dễ hiểu hơn về Nissan, về thủ tục thi lấy bằng lái xe như thế nào nha dễ hay khó mắc hay rẻ và hành trình thi như thế nào thì mình sẽ chia sẻ uh, cho anh chị xem nhé và đồng thời cái video này, uh, mình tổng cộng có 8 video các bạn à, về cái hành trình này nhất là về uh, thi bằng lý thuyết à. thứ hai là thi bằng à, thực hành mà thực hành giới hạn à, thứ ba thi bằng full nha đó thứ tư là chuyển đổi bằng ở Việt Nam những ai có bằng lái xe ở Việt Nam rồi thì mình chuyển đổi bằng nhé. thứ năm là mua xe new zealand thì anh chị mua xe như thế nào mua xe nên giá mắc hay rẻ mua ở đâu ha mua xong xa salon hay là mua dọc đường hay là bán trên mạng ha mua xe nên có dễ khó rồi thứ sáu là thủ tục là đăng kiểm xe à, đi đăng kiểm xe có, có, như Việt Nam hay không mà có phải à, đưa lấy tiền hay là cho nhanh hay không hoặc là như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với anh chị luôn nha đăng kiểm xe thứ bảy là chi phí sửa chữa xe đây sửa như thế nào sửa ở đâu bao nhiêu gara gara nào mà ổn định nhất ổn nhất à, đó thì mình chia sẻ với anh chị và thứ tám là coi thôi thì uh, giá xăng dầu đi lên mắc hay rẻ thì anh chị cũng coi trước uh, video trước mình có chia sẻ về giá xăng dầu thì uh, <laughs> mình sẽ cập nhật tiếp thì, uh, giá xăng dầu đợt này có xuống lên xuống nha mình chia sẻ cho anh chị thì uh, đó là cái tám uh, cái video thì hy vọng là anh chị uh, sẽ theo dõi tám video đó để biết cái quy trình thi ở New Zealand như thế nào ha. và những website nào để mà giúp anh chị học và pass lý thuyết uh, uh, như anh chị cũng thấy uh, trên cái hội trên cộng đồng uh, Facebook thì nhiều người cái là đăng giúp uh, giúp thi rồi thi hộ lấy bằng tùm lum hết thì mình uh, anh chị phải xem lại nha. Cái thi thi hộ hoặc là uh, giúp lấy bằng nhanh rồi mấy đó anh chị phải xem xét lại cái đó ở lên người ta cực kỳ rất là rất là chu đáo người ta rất là uh, gọi là Uh, quan trọng cái việc mình nói trung thực hay không. Uh, New Zealand uh, cái bằng lái xe ở New Zealand giống như một cái bằng id hay giống như cái là căn cước công dân Việt Nam mình đó, rất là quý và đi đâu người ta hỏi id thông tin mình đưa cái bằng lái xe ra là ok hết. Cái bằng lái xe nó tích hợp tất cả thông tin của mình trong đó. ha uh, uh, Cho nên là cái việc mà thi bằng mua bằng ở, ở New Zealand uh, có, có hay không, uh, xảy ra có hay không thì thì mình nhắc lại là hoàn toàn là không giờ có nha. Uh, uh, mình sẽ chia sẻ tiếp trong cái uh, chuỗi video của mình thì uh, những gì mình đã trải qua nhé rồi cảm ơn anh chị rất nhiều thì à, mình hy vọng là mình càng ngày càng sức khỏe hồi phục và mình sẽ chia sẻ càng ngày càng nhiều thông tin ở New cho anh chị coi nhé cảm ơn anh chị đăng ký kênh của mình và hẹn gặp anh chị những video tiếp theo nha